cậu cảm tưởng thế nào sau khi cậu đắp được bức tượng này? Cậu cảm tưởng thế nào mà sau khi cậu đắp được bức tượng này? Hả? Cậu cảm tưởng như thế nào sau khi cậu đắp được bức tượng này? Cũng buồn quá lắm. Cho vui hả? Dạ. À, buồn quá cho vui. Ở tận đâu ra đây? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. À, đi du lịch ra đây. À, thế là ra đây là nhìn thấy cái bãi tắm như thế này thì tưởng tượng ra để đắp một bức tượng như này. Ha ha ha.